Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Nam shipper lôi con mèo cam vào thang máy, hình ảnh tàn nhẫn sau đó khiến 42 triệu người kinh hãi. Mới đây, nam thanh niên giao đồ ăn nhanh shipper tại tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã ném chết con mèo từ sân thượng tầng 26 của một khu chung cư, khiến nhiều người phẫn nộ. Từ đoạn camera an ninh của khu vực cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 10. Có thể thấy, người giao hàng này đã lôi con mèo cam đang vùng vẫy vào thang máy. Thậm chí khi con mèo cố gắng thoát ra, người này đã nhoài người xuống để giữ lại, đè lên con mèo rồi tóm cổ nó vào thang máy. Khoảng một phút sau, anh ta ôm con mèo bước ra ngoài sân thượng tầng 26 nhưng không thấy đưa mèo trở lại. Sau đó, những cư dân trong tòa nhà đã phát hiện con mèo nằm bất động trên bãi cỏ gần đó. Hàng loạt những hành vi đáng ngờ của nam thanh niên đã khiến nhiều người cho rằng shipper này đã cố ý ném con mèo từ trên cao và gây ra cái chết bi thảm cho nó. Một người trong khu dân cư khẳng định bản thân là nhân chứng của vụ việc. Anh này cho biết con mèo cam là mèo hoang nhưng rất thân thiết và được nhiều người trong khu chung cư cho ăn. Đêm hôm ấy, khi người này ra nhận đồ ăn thì nghe thấy tiếng động và tận mắt thấy chú mèo rơi xuống từ trên cao. Lúc ấy, shipper còn quay lại video về cái chết của nó. Nhân viên quản lý của chung cư cũng xác nhận có một người giao hàng thực sự đã ném chú mèo từ sân thượng tầng 26. Được biết, ban quản lý sau đó đã tiến hành chôn xác chú mèo này. Sự việc ngay sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người chú ý. Trên nền tảng Weibo của Trung Quốc, đề tài này đã thu hút đến 42 triệu lượt người đọc và thảo luận. Đa phần đều không khỏi bàng hoàng và kinh hãi trước những hành động man rợ này. Ngay sau khi sự việc được phát giác, nền tảng đồ ăn nơi người giao hàng làm việc cho biết anh ta đã bị cấm đăng ký làm việc vĩnh viễn khỏi nền tảng này. Lực lượng chức năng địa phương cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.